anh có một cái dự án kinh doanh với một ngôi sao hàng đầu của Việt Nam. Và với dự án đó sẽ được thành lập một công ty mới. Nếu em về và trong thời gian 3 tháng này em học đủ để có thể đủ năng lực, anh sẵn sàng bổ nhiệm em vào vị trí giám đốc công ty mới đó. Với những cái sự bất ngờ như thế này thì tất cả cái định hướng ở trong đầu em hiện tại nó tan biến sạch. Bây giờ em phải lý trí hơn rất là nhiều. Em sẽ đưa ra quyết định của mình ngay bây giờ ạ. Giờ đây là cái kinh nghiệm mà em ngồi em casting một ngày cả 100 thí sinh trong các cuộc thi truyền hình thực tế của em rồi. Có những người em chỉ cần nhìn là em sẽ biết có thể phù hợp để đi sâu vào chương trình của mình hay không. Thì ở đây đối với ứng viên này em cảm thấy bạn có nhiều cái điểm phù hợp với bên em. Ngoài ra ở trong cái phần hoạt động của bạn, bạn còn có là một MC freelancer nữa. Thì em nghĩ không có nơi nào khác ngoài em có thể làm cho bạn tốt hơn. Ở cái việc em lựa chọn ứng viên về với mình bên cạnh cái việc là bạn ấy có thể làm gì cho mình, thì em nghĩ nhiều hơn cái việc là em có thể làm gì cho các bạn ấy. Ngay từ 30 giây đầu tiên ấy, là chị đã thấy thích em luôn. Là một hình ảnh chuẩn sale luôn. Tức là rất là lịch lãm. Rồi trong cái CV của em ấy, thì em luôn hoàn thành thậm chí là 173% KPI. Cái gì đã làm cho em luôn đạt được cái KPI trong quá trình bán hàng? Cái triết lý trong bán hàng của em là gì? Bản thân em luôn luôn tâm niệm đó chính là khi mà làm sale ạ, cái yếu tố đầu tiên đó chính là chúng ta phải kiên trì. Có rất là nhiều các cái con đường để có thể dẫn đến cái mục tiêu đó. Và em cũng chính là một người thử rất là nhiều con đường để có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Thường là một mục tiêu trong một tháng ạ, em thường chia nhỏ ra trong từng tuần. Và khi mà mỗi cái ngày mà chúng ta làm việc, chúng ta sẽ xem được là cái mục tiêu này nó đang đạt được đến bao nhiêu rồi, đang là đạt được đến như thế nào, để chúng ta có những cái phương pháp trong từng tuần như đó và tìm ra được cái phương án á. Làm sale thì phải thực sự chăm chỉ để có được khách hàng tiềm năng. Xong chăm chỉ để làm cho khách hàng tiềm năng hài lòng. Và chăm chỉ để cho khách hàng tiềm năng ủng hộ mình. Vậy bạn có đủ chăm chỉ để trở thành một người sale giỏi không? Không phải tự nhiên mà em đạt được những cái mục tiêu như vậy, và không phải tự nhiên em có được những cái kết quả như vậy. Nếu không chăm chỉ, không đi tìm kiếm khách hàng, không đi mở rộng network, không đi mở rộng mối quan hệ, thì các cái khách hàng của em đến từ đâu ạ? Việc em mở rộng network như thế nào, việc em tiếp cận với khách hàng ra làm sao, và em thay đổi những cái kế hoạch chiến lược khi mà cái quá trình đó nó chưa thực sự work, thì em nghĩ đấy là cái việc mà em đang làm và em thể hiện cái sự chăm chỉ đó trong một công việc và một mục tiêu nào đó. Thế khả năng nói tiếng Anh của em thì như nào? Khả năng nói tiếng Anh của em có thể nó ở mức giao tiếp, ở cái mức giao tiếp thông thường thì em vẫn có thể cover được. Trong cái giai đoạn này em vẫn đang trong cái quá trình mà tiếp tục học hỏi nhiều hơn. Em nghĩ là đây nó không phải là một cái điểm yếu, mà nó quan trọng là mình nhận biết được cái hạn chế của mình ở đâu. Em đỡ cái sự cạnh tranh với anh Hiếu rồi, nhưng mà trong vòng này thì chị Lan chắc không còn bênh vực em nữa đâu, bởi vì chị Lan fall in love với bạn ngay từ 30 giây đầu tiên rồi. Cho nên là em nghĩ đây cũng sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa em với chị Lan. Là chị Lan á, chị có cái trung tâm dạy tiếng Anh, nhưng mà anh nghĩ cái việc học tiếng Anh á mà nó muốn tốt nhất á là phải có người thường xuyên ngồi nói chuyện với em để em luyện. Thì nếu em muốn học về anh dạy và anh sẽ nói với em để em luyện được cái điều đó. Em biết là bên Atlantic ấy là có 250 giáo viên và 120 trợ giảng. Em cần bất kỳ lúc nào là có à? Chứ còn ví dụ anh ngồi đây thì làm sao mà em dạy được? Tất cả các bạn vào cái công ty của anh thì anh quan trọng là anh làm được cái gì cho các bạn. Thì anh offer với em một cái vị trí công việc mà em yêu thích. Em thích cái gì anh cho cái đó. Và cái thứ hai, bên cạnh cái việc khai thác em ở cái vai trò của một nhân viên công sở, anh nghĩ anh có thể khai thác em ở cái vị trí của một người làm trong showbiz. Lúc đầu chị rất là ủng hộ Tiến. Nhưng mà chị thì không đồng quan điểm của người quản lý là design việc theo người. Vâng. Mà mình phải có công việc sẵn. Thì với chị là chị muốn offer cho em vị trí leader tư vấn giáo dục của trung tâm Anh ngữ. Rồi bây giờ em sẽ có cơ hội được trao đổi lại với hai sếp có mức lương cao hơn mức kỳ vọng, đó là sếp Tiến và sếp Lan. Xin mời em. Cho em xin phép được hỏi sếp Tiến ạ. Thì hiện tại là mình sẽ làm việc trực tiếp ở Hà Nội hay là Hồ Chí Minh ạ? Anh nói một tí xíu về cái mức lương này. Thực ra là khi mà anh để cái số 188888 này đó, nó hơi khác với cái kỳ vọng của em là 86 là phát lộc. Anh nghĩ em đang trong cái giai đoạn cần được khai thác tiềm năng và phát triển toàn diện, cho nên nó chỉ toàn là phát thôi chứ chưa có lộc ở giai đoạn này.
Còn về vị trí á, anh để chia sẻ đó có nghĩa là trợ lý giám đốc hoặc trưởng phòng kinh doanh hoặc bất cứ cái vị trí nào mà em muốn như là anh đã offer từ đầu. Bởi vì anh nhìn thấy được trong em còn nhiều cái tiềm năng có thể khai thác được. Cho nên bây giờ mà ấn định em vào một cái vị trí nào đó và bắt em phải làm đúng cái đó thôi thì anh nghĩ là thiệt thòi của em. Bên cạnh cái việc mà học kèm tiếng Anh đi chẳng hạn, thì em sẽ còn được học cùng cái lớp học với các bạn quán quân của các chương trình truyền hình thực tế của anh. Mà lớp đó cũng là anh đứng lớp dạy. Và dạy cái gì? Dạy cái kỹ năng ăn nói, dạy kỹ năng tư duy phản biện và dạy cái cách em lập trình cái cuộc đời của mình, cái cách em sắp xếp cuộc đời và cái tham vọng của em như thế nào để em có thể đạt được nó một cách sớm nhất. Dạ vâng. Mình đã có sẵn team để quản lý chưa ạ? Hay là em sẽ cần phải có thêm việc là mình sẽ tuyển quân và cũng như là hỗ trợ các bạn về sau? Hiện nay là khi chị đưa em vị trí leader thì có thể em sẽ tuyển đội ngũ cho em, hoặc là em có thể sử dụng đội ngũ có sẵn. Em yên tâm, nếu em vào thì em sẽ ở cùng nơi ở với các bạn quán quân và talent bên anh, vẫn còn phòng trống cho em. Anh không biết là em đang quyết định thế nào, nhưng mà để anh cho em thêm một cái thông tin nữa. Lẽ ra cái này là cái thông tin mật mà anh không có được phép lòi ra ngoài. Nhưng anh muốn nói cho em biết là sắp tới anh có một cái dự án kinh doanh với một ngôi sao hàng đầu của Việt Nam. Và với dự án đó sẽ được thành lập một công ty mới để mà thực hiện cái dự án đó với những sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam cùng với cái ngôi sao hàng đầu đó và đưa sản phẩm đó ra quốc tế. Nếu em về và trong thời gian 3 tháng này em học đủ để có thể đủ năng lực, anh sẵn sàng bổ nhiệm em vào vị trí giám đốc của công ty mới đó. Với những cái sự bất ngờ như thế này thì tất cả cái định hướng ở trong đầu em hiện tại nó tan biến sạch. Bây giờ em phải lý trí hơn rất là nhiều. Em sẽ đưa ra quyết định của mình ngay bây giờ ạ. Em rất trân trọng những gì mà chị Lan đang dành cho em cũng như các cái cơ hội nghề nghiệp trong thời gian tới. Và bên cạnh đấy thì cái offer của anh Tiến cũng là một cái offer, sẽ là một cái hướng đi rất là khác. Em xin phép. Xin chào chị Lan ạ. Xin chúc mừng chị Lan. Xin chúc mừng Sếp Lan.